Dịch Đạo Đức Kinh Chương 1, Phần Thiên Hạ 38. Thượng Đức Bất Đức, Thị Dĩ Hữu Đức, Hạ Đức Bất Thất Đức, Thị Dĩ Vô Đức Thượng Đức Vô Vi Nhi Vô Dĩ Vi, Hạ Đức Vô Vi Nhi Hữu Dĩ Vi Thượng Nhân Vi Chi Nhi Vô Dĩ Vi, Thượng Nghĩa Vi Chi Nhi Hữu Dĩ Vi Thượng Lễ Vi Chi Nhi mặc Chi Ứng, Tắc Nhân Tí Nhi Nhân Chi Cố Thất Đạo Nhi Hậu Đức thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, phù lễ giả, trùng tính chi bạc, nhi loạn chi thủ, tiền thức giả đạo chi hoa, nhi ngu chi thủy, thị dĩ đại trượng phu sử kỳ hậu, bất cư kỳ bạc, sử kỳ thực, bất cư kỳ hoa, cố khứ bị thủ thử. Người có đức cao thì thuận theo tự nhiên không có ý cầu đức, cho nên có đức, người có đức thấp thì có ý cầu đức, cho nên không có đức. Người có đức cao thì vô vi không làm mà không có ý làm nghĩa là không cố ý vội vì cứ thuận theo tự nhiên, người có đức thấp cũng vô vi mà có ý làm nghĩa là cố ý vô vi. Người có đức nhân cao thì do lòng thành mà làm điều nhân, chứ không có ý làm không nhắm một mục đích gì. Người có lòng nghĩa cao thì làm điều nghĩa mà có ý làm vì so sánh điều nên làm điều nghĩa với điều không nên làm người có đức lễ cao thì giữ lễ nghi và nếu không được đáp lại thì đưa cánh tay ra kéo người ta bắt phải giữ lễ nghi như mình cho nên đạo mất rồi sau mới có đức đức ở đây hiểu theo nghĩa nguyên lý của mỗi vật đức mất rồi sau mới có nhân nhưng mất rồi sau mới có nghĩa nghĩa mất rồi sau mới có lễ lễ là biểu hiện sự suy vi của sự trung hậu thành tín là đầu mối của sự hỗn loạn dùng trí tuệ để tính toán trước thì mất cái chất phát chỉ là cái lòe loẹt cái hoa của đạo mà là nguồn gốc của ngu muội cho nên bậc đại trượng phu người hiểu đạo giữ trung hậu thành tín mà không trọng lễ nghi giữ đạo mà không dùng trí xảo bỏ cái này mà giữ cái kia câu đầu có người dịch là đức mà cao là không có đức bởi vậy mới có đức chữ đức thứ nhất và thứ ba là đức hiểu theo lão tử còn chữ đức thứ nhì hiểu theo nho gia rõ nhân nghĩa, lễ. Câu thứ hai có sách chép là: Thượng đức vô vi nhi vô bất vi, hạ đức vi chi nhi hữu bất vi. Người có đức cao thì không làm mà không gì không làm, người có đức thấp thì làm mà kết quả là có nhiều điều làm không được. Đoạn cuối, hai chữ tiền thức có người hiểu là bậc tiên tri, tiên giác. Chương này quan trọng, nói về sự suy vi của đạo đức tới chính sách hữu vi dùng trí xảo. Lão tử chê chủ trương trọng nhân, nghĩa, lễ, trí của khổng giáo. Nếu ông được thấy bọn Pháp gia thì chắc ông còn chê hơn nữa và sau thất nghĩa nhi hậu lễ tất đã thêm thất lễ nhi hậu Pháp. 39. Tết chi đắc nhất giả, thiên đắc nhất dị thanh, địa đắc nhất dị ninh, thân đắc nhất dị linh, cốc đắc nhất dị doanh, vạn vật đắc nhất dị sinh hầu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trinh, kỳ trí chi. Thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt, địa vô dĩ ninh tương khủng phế, thần vô dĩ linh tương khủng yết, cốc vô dĩ doanh tương khủng kiệt, vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệt, hầu vương vô dĩ quyết cao tương khủng quyết. Cố quý dĩ tiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ, thị dĩ hầu vương tự vị cô, quả, bất cốc thử phi dĩ tiện vi bản giả, phi dư, cố trí dự vô dự, bất dục lục lục như ngọc, lạc lạc như thạch. Đây là những vật xưa kia được đạo, trời được đạo mà trong, đất được đạo mà yên, thần được đạo mà linh, khe ngòi được đạo mà đầy, vạn vật được đạo mà sinh, vua chúa được đạo mà làm chuẩn tắc cho thiên hạ. Những cái đó đều nhờ đạo mà được vậy. Nếu trời không trong thì sẽ vỡ, đất không yên thì sẽ lỡ thần không linh sẽ tan mất khe ngài không đầy thì sẽ cạn vạn vật không sinh thì sẽ diệt vua chúa không cao quý thì sẽ mất ngôi Sàng lấy hèn làm gốc cao lấy thấp làm nền cho nên vua chúa mới tự xưng là cùi cút cô ít nước quả không tốt bất cốc đều là những lời khiêm tốn như vậy chẳng phải là lấy hèn làm gốc đế ư không phải vậy chăng cho nên không được khen tức là được lời khen cao quý nhất. Không muốn được quý như ngọc, bị khi như sỏi. Chữ nhất một trong câu đầu cũng là chữ nhất trong Thánh Nhân Bảo Nhất, chương 22, Trọ Đạo. Ba chữ kỳ trí chi ở cuối đoạn đầu, có người ngỡ là lời chú thích của người sau. Hai chữ bớt cốt trong đoạn cuối, có người dịch là không đáng ăn. Từ hải không có nghĩa đó, Câu cuối, hai chữ lục lục và hai chữ lạc lạc có người hiểu là đẹp đẽ hoặc ít và xấu xí hoặc nhiều. Đại khái cũng là cái nghĩa đáng quý, đáng khinh. Câu đó có người dịch là không muốn được quý như ngọc mà muốn bị khinh như sỏi, lấy lẽ rằng như vậy hợp với ý, sang lấy hèn làm gốc ở trên. Dịch như chúng tôi thì có nghĩa là không muốn được người ta khen mà cũng không bị người ta chê. 40 phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng, thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu trở lại gốc, diệu dụng của đạo là khiêm nhu. Vạn vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra, có lại từ không mà sinh ra. 41. Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, như tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi bất tiếu, bất túc dĩ vi đạo. Cố kiến ngôn hữu chi, minh đạo nhược muội tiếng đạo nhược thối, di đạo nhược lỗi, thượng đức nhược cốc, đại bạch nhược nhục, quảng đức nhược bất túc, kiến đức nhược thâu, chất đức nhược du. Đại phương vô ngung, đại khí vãng thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đạo ẩn vô danh, phù duy đạo, thiện thải thả thành bậc thượng sĩ sáng suốt nghe đạo hiểu được thì gắng sức thi hành, kẻ tầm thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, kẻ tối tâm nghe đạo cho là hoang đường thì cười rộ. Nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa. Cho nên sách xưa có nói, đạo sáng thì dường như tối tâm, đạo tiếng thì dường như thuộc lùi, đạo bằng phẳng dễ dàng thì dường như khúc mắt, đức cao thì dường như thấp trũng cao khiết thì dường như nhục nhã hoặc thật trong trắng thì dường như nhơ bẩn đức rộng lớn thì dường như không đủ đức mạnh mẽ thì dường như biến nhát đức chất phát thì dường như không hư có người dịch là hay thay đổi hình vuông cực lớn thì không có góc nói về không gian nó không có góc vì không biết góc nó đâu cái khí cụ cực lớn đạo thì không có hình trạng cố định thanh âm cực lớn thì nghe không thấy hình tượng cực lớn thì trông không thấy đạo lớn thì ẩn vi, không thể giảng được không gọi tên được. Chỉ có đạo là khéo sinh và tác thành vạn vật. Đoạn cuối từ đại phương vô ngung, chúng tôi hiểu là nói về đạo. Bốn chữ đại khí vãng thành, hầu hết các học giả đều dịch là cái khí cũ cực lớn thì muộn thành do đó mà cổ nhân thường dùng thành ngữ đó để diễn cái ý, người có tài lớn thường thành công muộn. Nhưng trần trụ đọc là đại khí miễn thành và hiểu là cái khí cụ cực lớn đạo thì không miễn nghĩa là không có hình trạng cố định thành như vậy hợp với đại phương vô ngung ở trên với đại âm hy thanh đại tượng vô hình ở dưới mà ý cả đoạn mới nhất quán chúng tôi theo trần trụ nhưng vẫn chưa tin hẳn là đúng vì nếu vậy thì đại khí miễn thành nghĩa không khác đại tượng vô hình là bao ý như trùng vì vậy mà chúng tôi phải dịch Đại âm hy thanh là thanh âm cực lớn thì không nghe thấy. Đại tượng vô hình là hình tượng cực lớn thì không trông thấy. 42. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhi bảo dương, trùng khí dĩ vi hòa. Nhân chi sợ ố, duy cô, quả, bất cốc, nhi vương công dĩ vi sưng. Cố, vật hoặc tổn chi nhi ít, hoặc ít chi nhi tổn. Nhân chi sở giáo, ngã diệt giáo chi, lương cường giả bất đắc kỳ tử, ngô tương dĩ vi giáo phụ. Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh vạn vật. Vạn vật đều cũng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư. Điều mà, mọi người ghét là cuối cút ít đức, không tốt, vậy mà các vương công dùng những tiếng đó để tự xưng. Cho nên vật có khi bớt đi mà lại là thêm lên, có khi thêm lên mà hóa ra bớt đi. Có một lời mà người xưa dạy, nay tôi cũng dùng để dạy lại, là cường bạo thì sẽ bớt đắc kỳ tử. Tôi cho lời đó là lời khuyên chủ yếu. Câu đầu mỗi người hiểu một cách. Đạo là không, không sinh ra có, vậy một đó là có. Hoặc D a o l a vô cực, vô cực sinh thái cực, một đó là thái cực. Đạo là tổng nguyên lý, lý sinh khí, vậy một đó là khí. Hai thì ai cũng hiểu là âm và dương, còn ba thì là một thứ khí do âm, dương giao nhau mà sinh ra chăng. Hay là cái nguyên lý nó làm cho âm, dương hòa với nhau. Có nhà chỉ dịch là ba thôi, không giảng gì cả. Vũ Đồng Bảo, một, hai, ba trỏ thứ tự. Đạo sinh ra cái thứ nhất là khí dương, Khí dương đó sinh ra cái thứ hai là khí âm, khí âm này sinh ra khí thứ ba là trùng hư để điều hòa âm, dương. Vạn vật cổng âm mà ôm dương nên hiểu là quay lưng lại với âm ma hướng về dương, vì dương chủ sinh, âm chủ sát. Hay chỉ nên hiểu là vạn vật đều có phần âm và phần dương. Đoạn thứ hai, có khi bớt đi mà lại là thêm lên, tức như trường hợp các vương công khiêm tốn tự xưng là cuối cút ít đức, không tốt mà lại được tôn trọng thêm. Đoạn cuối, câu lương cường giả bất đắc kỳ tử, các nhà chú giải bảo là lời khuyên khắc lên lưng người bằng đồng kim nhân đời chu. Chúng ta nên để ý, cả cuốn đạo đức kinh chỉ có chương này là nói về âm, dương. 43. Thiên hạ chi chí nhu trì xính thiên hạ chi chí kiên, vô hữu nhập vô gian, ngô thị dĩ tri vô vi chi hữu ích bất ngôn chi giáo vô vi chi ít thiên hạ hi cập chi trong thiên hạ cái cực mềm thì chế ngự được cái cực cứng như nước soi mòn được đá cái không có lại lên vô được không có kẻ hở như không khí lên vô được những chất đá gỗ cứng mà trong bề ngoài ta không thấy kẻ hở do đó mà tôi biết vô vi là có ít vậy mà không dùng lời cái ích lợi của vô vi người đời ít ai hiểu kịp 44. Danh giữ thân thuộc thân, thân giữ hóa thuộc đa, đắc giữ vong thuộc bệnh, thì cố thậm ái tất đại phí, đa tàn tất hậu vong. Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi khả dĩ trường cửu. Danh tiếng với sinh mệnh cái nào quý, sinh mệnh với của cải cái nào quan trọng. Được danh lợi mà mất sinh mệnh, cái nào hại, cho nên ham danh quá thì phải hao tổn nhiều chứa của cải nhiều thì mất mát nhiều biết thế nào là đủ tri túc thì không nhục biết lúc nào nên ngừng thì không nguy mà có thể sống lâu được chương này khuyên chúng ta khinh vật quý sinh như dương chu tri túc là thái độ chung của đa số các triết gia trung hoa có thể nói của dân tộc trung hoa nữa nó là điều kiện cốt yếu của hạnh phúc chúng ta nhớ những châm ngôn tri túc tiện túc đại túc hà thời túc Biết thế nào là đủ thì sẽ thấy đủ, đợi cho có đủ thì bao giờ mới đủ và nhân dục vô nhai. Hồi đầu thì ngạn lòng dục của con người không có bờ bến, nhưng nếu nhìn lại phía sau mình thì đó là bờ bến đấy. 45. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược sung, kỳ dụng bất cùng, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nục. Tỉnh thắng táo, hàng thắng nhiệt thanh tĩnh vi thiên hạ chính cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao giờ hết cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng cực thẳng thì dường như cong cực khéo thì dường như vụn ăn nói cực khéo thì dường như ấp búng tĩnh thắng động lạnh thắng nóng thanh tĩnh vô vi là chuẩn tắc trong thiên hạ đoạn trên vương bật giảng rằng đạo tùy vật mà tạo thành cứ tự nhiên, không cố ý, không vì riêng một vật nào, cho nên tự như khiếm khuyết, hư không, mà công dụng thì vô cùng. Đoạn dưới, nguyên tắc chép là táo thắng hàng, tỉnh thắng nhiệt, động thì thắng lạnh, tỉnh thì thắng nóng, đó là luật tự nhiên, mùa đông lạnh, ta cử động cho nóng lên, mùa hè nóng, ta ngồi yên cho bốt nóng. Nhưng bản ý của lão tử có lẽ ở trong sáu chữ, thanh tĩnh vi thiên hạ chính, khuyên chúng ta nên thanh tĩnh vô vi, cho nên sửa lại là tỉnh thắng táo, hàng thắng nhiệt thì hợp hơn. Hàng là lạnh, mà thanh cũng có nghĩa là mát. Vả lại tỉnh và táo, hàng với nhiệt mới tương phản với nhau. Tỉnh và hàng là vô vi, táo và nhiệt là hữu vi, vô vi thắng hữu vi. 46. Thiên hạ hữu đạo, khước tẩu mã dĩ phẫn, thiên hạ vô đạo nhung mã sinh ư giao họa mạc đại ư bất tri túc cửu mạc đại ư dục đắc cố tri túc chi túc thường túc hỷ thiên hạ có đạo các nước không gây chiến với nhau thì ngựa tốt không dùng vào chiến tranh mà dùng vào việc cày cấy thiên hạ vô đạo thì ngựa dùng vào chiến tranh và ngựa mẹ sinh con ở chiến trường mà không sinh ở nhà do đó mà xét thì họa không gì lớn bằng không biết thế nào là đủ hạ không gì bằng tham muốn cho được nhiều đi chiếm nước ngoài. Cho nên biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn luôn đủ. 47. Bất xuất hộ, tri thiên hạ, bất khuy vũ kiến thiên đạo, kỳ xuất di viễn, kỳ tri di thiểu. Thị dĩ thánh nhân bất hành nhi tri, bất kiến nhi danh, bất vi nhi thành. Không ra khỏi cửa mà biết được xử lý trong thiên hạ không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời. Càng đi xa càng biết được ít, cho nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên. Đại ý là dùng tâm thần trực giác thì mới lĩnh hội được tổng nguyên lý, chứ đừng dùng tai mắt mà tìm hiểu từng vật một thì chỉ thêm mê hoặc. 48. Vi học nhật ít, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dị chí ư vô vi vô vi nhi vô bất vi thủ thiên hạ thường dĩ vô sự cập kỳ hữu sự bất túc dĩ thủ thiên hạ theo học hiểu theo nghĩa thường thì mỗi ngày dục vọng và tinh thần hữu vi một tăng theo đạo thì mỗi ngày dục vọng và tinh thần hữu vi một giảm giảm rồi lại giảm cho tới mức vô vi không làm không làm mà không gì là không làm trị thiên hạ thì nên vô vi còn như hữu vi thì không trị được thiên hạ 49. Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm. Thiền giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, đức thiện. Tính giả ngô tính chi, bất tính giả ngô diệt tính chi, đức tính. Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp yên, vi thiên hạ, hùng kỳ tâm. Bách tính giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chi. Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình, thánh nhân tốt với người tốt, tốt cả với những người không tốt, nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra tốt, tin người đáng tin mà tin cả người không đáng tin, nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra đáng tin. Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư vô dục, trị thiên hạ thì để lòng mình hồn nhiên, trăm họ đều chăm chú nghe nhìn thánh nhân, thánh nhân đều coi họ như con trẻ. Chữ đức trong đức thiện, đức tính nên hiểu là đắc được vì hai chữ đó đọc giống nhau. Có người dịch đức thiện, đức tính là, như vậy thánh nhân có lòng tốt, có đức tính. Đoạn dưới sức khó hiểu. Hai chữ hấp hấp nếu dịch là thu rút như ở chương 36 thì không xuôi. Cho nên nhiều nhà bỏ không dịch, có nhà dịch là, thánh nhân làm cho thiên hạ sợ, sợ nên co rút lại chăng. Chúng tôi gượng dịch theo dư bồi lâm là vô tư vô dục, Câu cuối, bác tính dài chú kỳ nhĩ một, có người hiểu là trăm họ chăm chú nhìn, lắng tai nghe thánh nhân, như si như ngốc. 50. Xuất sinh nhập tử, sinh chi đồ thập hữu tam, tử chi đồ thập hữu tam, nhân chi sinh, động chi tử địa, diệt thập hữu tam. Phù hạ cố, dĩ kỳ sinh sinh chi hậu, cái văn thiện nhiếp sinh giả, lục hành bất ngộ hư hổ. Nhập quần bất bị binh giáp, hu vô sở đầu kỳ giác, hổ vô sở thố kỳ trảo, binh vô sở dung kỳ nhẫn, phù hà cố, dĩ kỳ vô tử địa. Chương này xét về phép dưỡng sinh, ý nghĩa có chỗ rất tối, gây ra rất nhiều cách giải thích. Bốn chữ đầu, xuất sinh nhập tử, có thể hiểu là sinh thì gọi là ra, chết thì gọi là vô, hoặc ra đời gọi là sống. Vô đất gọi là chết, hoặc từ đạo mà ra gọi là sống, vào trở về đạo gọi là chết, hoặc con người ra vào chỗ sinh tử. Năm chữ cuối, dĩ kỳ vô tử địa, có thể hiểu là tại không có chỗ chết, hoặc không tới chỗ chết, không vô chỗ chết, tự mình không gây ra cái chết cho mình. Hai chỗ đó, hiểu cách nào thì đại ý cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ có câu thứ nhì, xin chi đồ thập hữu tam Động chi tử địa là có nhiều cách hiểu khác hẳn nhau vì ba chữ thập hữu tam. Chúng tôi đã thấy trên 10 cách dịch có thể chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất, ít nhất, đại biểu là mắc can tên mát. Không hiểu can tên mát căn cứ vào bản nào mà hiểu là một phần mười là sống, một phần mười là chết. Nguyên văn bản đó là thập hữu nhất chăng. Nhóm thứ nhì, khá đông, hiểu thập hữu tam là 13 và giảng có 13 đường sống, có 13 đường chết, hoặc 13 đồ đệ của sự sống, 13 đồ đệ của sự chết. Có nhà bảo con số 13 đó trỏ tứ chi hai chân, hai tay và chín lỗ tai, mắt, mũi, miệng. Trên thân thể, có nhà lại bảo là 13 nguyên nhân của đạo sống, hư, vô, thanh, tĩnh nhu, nhược, từ, kiệm, bất cảm vi thiên hạ tiên, tri túc, tri chỉ, bất dục đắc, vô vi, toàn là những đức đề cao trong đạo đức kinh. Nếu nguyên văn là nhị thập tam 106 thì chúng ta có thể kiếm thêm 10 đức nữa cho đủ số, chẳng hạn, phát, thuận tự nhiên, khí trí, khứ xa, vô dục. Nhóm thứ ba, đồng hơn hết, cho chữ hữu trong thập hữu tam nghĩa như chữ chi và hiểu là, 10 người thì có 3. Chúng tôi theo nhóm ý này vì thế có thể chấp nhận được và chúng tôi dịch như sau. Ra đời gọi là sống, vô đất gọi là chết. Cứ 10 người ra đời thì ba người bẩm sinh được sống lâu, ba người bẩm sinh chết yểu, ba người có thể sống lâu được nhưng chết sớm vì không biết dưỡng sinh. Như vậy là vì đâu? Vì họ hạng thứ ba tự phụng dưỡng quá hậu hưởng thụ thái quá 109 tôi từng nghe nói người khéo dưỡng sinh thì đi đường không gặp con tê ngưu con hổ ở trong quân đội thì không bị thương vì binh khí con tê ngưu không dùng sừng hút con hổ không dùng móng vồ binh khí không đâm người đó được tại sao vậy tại người đó khéo dưỡng sinh không tiến vào tử địa tóm lại phép dưỡng sinh là đừng tự phụng dưỡng quá hậu đừng ham vật dục mà phải điềm đạm sống hợp với tự nhiên 51. Đạo sinh chi, đức xúc chi, vật hình chi, thế thành chi. Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quý đức. Đạo chi tôn, đức chi quý, phù mạc chi mệnh nhi thường tự nhiên. Cố đạo sinh chi, đức xúc chi, trương chi, dục chi, đình chi, độc chi, dưỡng chi, phú chi. Sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thì vị huyền đất. Đạo sinh ra vạn vật vì là tổng nguyên lý, đất bao bọc mỗi vật vì là nguyên lý của mỗi vật, vật chất khiến cho mỗi vật hình thành, hoàn cảnh khí hậu, thủy thổ hoàn thành mỗi vật. Vì vậy mà vạn vật đều tôn sùng đạo và quý đất. Đạo sở dĩ được tôn sùng, đức sở dĩ được quý là vì đạo và đức không can thiệp, chi phối vạn vật mà để vạn vật tự nhiên phát triển. Đạo sinh ra vạn vật, đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn tới thành thuộc theo hà thượng công. Chữ đình tức là chữ thành, chữ độc tức là chữ thuộc vì âm như nhau, dùng thay nhau che chở vạn vật. Tuy sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ. Như vậy là đức huyền diệu. Câu cuối này đã có ở chương 10, đặt xuống đây có lẽ hợp hơn. 52. Thiên hạ hữu thu dĩ vi thiên hạ mẫu, ký đắc kỳ mẫu, dĩ tri kỳ tử, ký tri kỳ tử, phúc thủ kỳ mẫu, một thân bất đãi Tác kỳ đoài, bế kỳ môn, chung thân bất cần, khai kỳ đoài, tế kỳ sự, chung thân bất cứu. Kiến tiểu viết minh, thủ nhu viết cường, dụng kỳ quan, phục quy kỳ minh, vô di thân ương, thị vi tập thường vạn vật có nguồn gốc đạo, nguồn gốc đó là mẹ của vạn vật. Nắm được mẹ hiểu được đạo là biết con vạn vật, đã biết được con mà lại giữ được mẹ thì suốt đời không nguy. Ngăn hết các lối tai, mát, mũi, miệng, đóng hết các cửa tức đừng để cho cảm quan gây dục vọng, cứ giữ lòng hư tỉnh thì suốt đời không lo lắng, mở các đường lối, giúp cho dục vọng phát sinh thì suốt đời không cứu được thấy cái ẩn vi đạo thì gọi là sáng, giữ được nhu nhược đạo thì gọi là mạnh. Dùng được ánh sáng tất biết được vạn vật, được con mà phục hồi được sự sáng tức giữ được mẹ, được đạo thì không bị tai họa. Như vậy là theo được đạo vĩnh cửu. Chữ tập ở đây dùng thay chữ tập. Nên so sánh chương này với chương 16, đều là khuyên đừng dùng trí thông minh, phải bỏ dục vọng đi để trở về hư tĩnh, về tự nhiên, về đạo. 53. Sự ngã giới nhiên hữu tri, hành ư đại đạo, duy thi thị úy, đại đạo thậm di nhi dân hiếu kính. Triều thậm trừ, điền thậm vu, xương thậm hư, phục văn thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài hóa hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo giả tai. Nếu ta hốt nhiên hiểu biết thì ta đi theo con đường lớn, chỉ sợ con đường tà. Đường lớn thật bằng phẳng, mà ta lại thép con đường nhỏ quanh co. Triều đình thật ô uế, đồng ruộng thật hoang vu, kho lẫm thật trống rỗng, mà họ bận áo gấm theo, đeo kiếm sắt, ăn uống chán mứa, của cải thừa thải. Như vậy là trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo. Câu đầu, giới nhiên các người hiểu là một chút, lại có người hiểu là vững vàng. Chữ thi tức là chữ đọc là di hay đà, nghĩa là tà đoạn sau, chữ trừ, có người hiểu là lộn lẫy, sạch sẽ. Chữ khoa có người hiểu là khoe khoang, nói láo. Vương tiên thận cho như vậy là vô nghĩa, nên đổi là vu ống sáu. Trong một cuộc hòa tấu, tiếng sáu nổi lên rồi các tiếng khác hỏa theo, như vậy đạo vu là kẻ cầm đầu đạo tặc. Giọng chương này gây gắt không kém giọng mặt tử khi mặt chê các vua chúa là đại bất nghĩa, đáng trăm tuổi chết và giọng của mạnh tử khi mạnh mắng những ông vua để cho loài thú ăn thịt dân vì nuôi ngựa cho mập để cho dân đói. Nên chúng tôi ngờ rằng không phải lời lão tử mà của người đời sau viết. 54. Thiện kiến giả bất bạc, thiện bảo giả bất thoát, tự tôn dĩ tế tự bất chuyết, tu chi ư thân, kỳ đức nải chân, tu chi ư gia, kỳ đức nải dư, tu chi ư hương, kỳ đức nải trường, tu chi ư bang, Kỳ đức nải phong, tu chi ư thiên hà, kỳ đức nải phổ. Cố dĩ thân quan thân, dĩ gia quan gia, dĩ hương quan hương, dĩ bang quan bang, dĩ thiên hạ quan thiên hạ. Ngô hà dĩ tri thiên hạ nhiên tai, dĩ thử. Khéo dựng thì không thể nhổ lên được, khéo ôm thì không thoát ra được, con cháu mà khéo dựng, khéo ôm thì việc tế tự tôn miếu, xã tắc sẽ đời đời không dứt lấy đạo mà tu thân thì đức sẽ đầy đủ lấy đạo mà lo việc nhà thì đức sẽ có dư lấy đạo mà lo việc làng xóm thì đức sẽ lớn ra lấy đạo mà lo việc nước thì đức sẽ thịnh lấy đạo mà lo việc thiên hạ thì đức sẽ phổ cập lấy thân mình mà xét thân người nhà mình mà xét nhà người làng mình mà xét làng khác nước mình mà xét nước khác thiên hạ ngày nay mà xét thiên hạ thời xưa và thời sau làm sao ta biết được thiên hạ thế này hay thế khác? Là do lẽ đó. Câu đầu, giận và ôm là nói giận đạo, ôm đất ở trong lòng, nên mới không nhổ được, không tuột ra được. Còn dựng ôm những cái khác như giận cột, ôm đồ vật thì đều có thể nhổ được, tuột ra được. Việc tế tự không dứt là xả tắc, tô miếu còn hoài. Chữ bàn trong đoạn thứ nhi là chép theo nguyên bản. Đời Hán kiên tên lưu bang mới đổi bang ra quốc nên phục hồi lại nguyên bản chương này ngờ là của người đời sau viết chịu ảnh hưởng ít nhiều của khổng giáo cho nên mới nói đến việc tế tự nhất là mới có chủ trương gần như tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ 55. hàm đức chi hậu tỷ ư xích tử độc trùng bất thích mạnh thú bất cứ quát điểu bất bát cốt nhược cần nhu nhi ác cố vị tri tận mẫu chi hợp di tôi tác, tinh chi chí giả, chung nhật hào nhi bất xá, hòa chi chí giả. Tri hòa viết thường, tri thường viết minh, ít sinh viết tường, tâm sự khí viết cường, vật tráng tắc lão, thị vị bất đạo, bất đạo tảo dĩ. Người nào có đức dày thì như con đỏ, độc trùng không chích, mảnh hổ không vồ, ác điểu không quắp, xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt chưa biết giao hợp mà con cu dựng đứng như vậy là tinh khí sung túc suốt ngày gào hét mà giọng không khản như vậy là khí cực hòa biết hòa thì gọi là bất biến thường biết bất biến thì gọi là sáng túng dục tham sinh thì gọi là họa để cho lòng dục sai khiến cái khí thì gọi là cường vật nào cường tráng thì sẽ già như vậy là không hợp đạo không hợp đạo thì sớm chết chương này có nhiều bản khác nhau ghi lại đủ thì rườm. chỉ xin đưa hai thí dụ chữ tường trong ít xin viết tường có bản chép là tường nghĩa là bức tường tai họa bản chúng tôi dùng chép là mà cũng giảng là tai họa vì chữ đó thời xưa trỏ cả phúc lẫn họa và ở đây nên hiểu là họa chữ xá có bản chép là á nghĩa là câm mất tiếng cũng như kháng tiếng câu tâm sử khí viết tường chữ khí này cũng là chữ khí trong chuyên khí trí nhu chương 10. còn chữ cường tức là chữ cường trong nhu nhước thắng cường nghĩa xấu là cứng chứ không phải chữ cường trong thủ nhu viết cường có nghĩa tốt là mạnh nên so sánh hai câu đầu với chương 50. câu cuối đã có trong chương 30. các triết gia thời xưa lấy sự hồn nhiên vô tư vô dục của đứa trẻ mới sanh là mức tối cao của sự tu dưỡng. Lão tử trong chương 10, chương 28 đã diễn ý đó, đây lại nhắc lại. Mạnh tử cũng bảo, bậc đại nhân không đánh mất cái lòng của đứa con đỏ bất thất kỳ xích tử chi tâm. 56. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri, tác kỳ đoài, bế kỳ môn, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quan, đồng kỳ trần thì vì huyền đồng cố bất khả đắc nhi thân bất khả đắc nhi sơ bất khả đắc nhi lợi bất khả đắc nhi hại bất khả đắc nhi quý bất khả đắc nhi tiện cố vi thiên hạ quý người nào biết đạo thì không nói về đạo người nào nói thì không biết ngăn hết các lối đóng hết các cửa không để lộ sự tinh nhuệ ra gỡ những rối loạn che bớt ánh sáng hòa với trần tục như vậy gọi là huyền đồng hòa đồng với vạn vật một cách hoàn toàn đạt tới cảnh giới đó thì không ai thân cũng không có ai sơ với mình được vì mình đã ngăn hết các lối đóng hết các cửa bỏ dục vọng giữ lòng hứa tỉnh không ai làm cho mình được lợi hay bị hại vì mình không để lộ sự tinh nhuệ gỡ những rối loạn giữ sự giảng phát không ai làm cho mình cao quý hay để tiện được vì mình đã che bớt ánh sáng hòa đồng với trần tục, vì vậy mà tôn quý nhất trong thiên hạ. 57. Dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ. Ngô hà dĩ tri kỳ nhiên tai, dĩ thử, thiên hạ đa kỵ húy nhi dân di bần, triều đa lợi khí, quốc gia tư hôn, nhân đa kỵ xảo, kỳ vật tư khởi, pháp lệnh tư chương, đạo tạc đa hữu. Cố thánh nhân vân, ngã vô vi nhi dân tự hóa, ngã hiếu tỉnh nhi dân tự chính, ngã vô sự nhi dân tự phú, ngã vô dục nhi dân tự phát. Dùng chính trị mà trị nước, dùng thuật kỳ mà tác chiến, nhưng cả hai cách đó đều không thích hợp, chỉ vô sự mới được thiên hạ. Do đâu mà biết được như vậy? Do lẽ này, thiên hạ mà có nhiều lệnh cấm thì dân càng nghèo vì làm thì sợ mắc tội này tội khác. Triều đình càng nhiều lợi khí thì quốc gia càng hỗn loạn, người trên càng nhiều kỹ xảo thì việc bậy càng sinh ra nhiều, pháp lệnh càng nghiêm khắc thì đạo tặc càng nổi. Cho nên thánh nhân bảo, ta không làm gì vô vi mà dân tự cải hóa, ta ưa thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính, ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc, ta vô dục mà dân tự hóa ra chất phát. 58. Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần kỳ chính xác xác, kỳ dân khuyết khuyết. Họa hệ phúc chi sở, phúc hề họa chi sở phục, thục tri kỳ cực, kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu, nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu. Thị dĩ thánh nhân phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất tứ, quan nhi bất diệu. Chính lệnh mập mờ khoan hùng thì dân thuần hậu, chính lệnh rõ ràng hình pháp nghiêm minh quá thi dân kiêu bạc. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa, ai biết được cứu cánh ra sao. Họa phúc không có gì nhất định, chính có thể biến thành tà, thiện có thể biến thành ác. Loài người mê hoặc không hiểu được lẽ đó đã từ lâu rồi. Chỉ có bậc thánh nhân biết được lẽ họa phúc vô định đó, nên tuy chính trực mà không làm thương tổn người. Tuy có cạnh gốc mà không hại người, tuy cương trực mà không phóng túng, xúc phạm người, tuy sáng rỡ mà không chói lòa. Chương này tiếp theo chương trên cũng khuyên trị dân nên vô vi có nhiều bản khác nhau một số chữ và có vài chỗ khó hiểu nên mỗi nhà giảng một khác. Như bà chữ kỳ vô chính ở đoạn giữa, có người hiểu là nếu người trị nước không thẳng thắng hoặc thiên hạ không có gì là chính, mẫu mực cả chúng tôi theo dư bồi lâm, cho chữ kỳ đó trỏ họa, phúc và chính có nghĩa là nhất định. Như vậy ba chữ đó có thể coi là lời giải thích hoặc lời kết của hai câu trên, mà nghĩa mới nhất quán, họa phúc vô định, mà chính ta, thiện ác cũng vô định nữa. Ngoài ra, có nhà đề nghị nên đem cả đoạn cuối đặt lên trên, sau bốn chữ kỳ dân khuyết khuyết. 59. Trị nhân, sự thiên mạc nhược sắc, phù duy sắc, thị dĩ tảo phục, tảo phục vị chi trọng tích đức, trọng tích đức tác vô bất khắc, vô bất khắc, tắc mạc tri kỳ cực, mạc tri kỳ cực, khả dĩ hữu quốc, hữu quốc chi mẫu, khả dĩ trường cửu, thị vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo. Trị dân và tu thân thì không gì bằng tiết kiệm tinh thần, trí óc có tiết kiệm thì mới sớm phục tòng đạo. Sớm phục tòng đạo thì tích được nhiều đức, tích được nhiều đức thì không gì không khắc phục được. Không gì không khắc phục thì năng lực của mình không biết tới đâu là cùng. Năng lực không biết tới đâu là cùng thì trị được nước, nắm được cái gốc mẹ của đạo trị nước thì có thể tồn tại được lâu dài. Như vậy là rễ sâu, gốc vững, nắm được cái đạo trường tồn. Câu đầu, hai chữ sử thiên, đa số học giả dịch là thờ trời, hay giúp trời, lấy nghĩa rằng trị dân tức là giúp trời. Nhưng như vậy, có màu sắc khổng, mặc. Dư Bồi Lâm hiểu theo lời giải thích trong thiên giải lão, sách hàng phi tử. Thông minh tuấn tú, thiên giả, động tình tư lự, nhân giả thông minh, tuấn tú là do trời, động tĩnh suy tư là do người mà cho thiên trời đây trỏ bản năng thiên phú của con người và sự thiên tức là luyện, giúp phần bản năng đó là tu thân và chương này nói về việc tu thân, trị quốc chứ không nói gì đến trời cả, như vậy hợp với tư tưởng lão tử hơn. Câu cuối, chữ thị trong trường sinh cửu thị, theo từ nguyên, có nghĩa là hoặc sống. Vậy trường sinh cửu thị cũng tức như tử nhi bất vong trong chương 33 tử nhi bất vong giả thọ. Đại ý chương này vẫn là theo đạo tự nhiên, hữu vi ít chừng nào tốt chừng ấy. 60 trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên dĩ đạo lỵ thiên hạ kỳ quỷ bất thần phi kỳ quỷ bất thần kỳ thần bất thương nhân phi kỳ thần bất thương nhân thánh nhân diệt bất thương nhân phù lưỡng bất tương thương, thương cố đức giao quy yên trị nước lớn cũng như nấu nướng cá nhỏ nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống động tới nó nhiều quá nó sẽ nát trị nước lớn mà chính lệnh phiền hà pháp lệnh thay đổi nhiều quá can thiệp vào việc dân nhiều quá dân sẽ tráng ngụy chống đối dùng đạo mà trị thiên hạ thì quỷ không linh chẳng những quỷ không linh mà thần cũng không làm hại được người chẳng những thần không hại được người mà thánh nhân cũng không làm hại người hai bên một bên là quỷ thần thánh nhân một bên là người không làm hại nhau cho nên đức quý cả về dân dân yên ổn làm ăn mà gắng sức sửa đức Câu nhì, kỳ quỷ bất thần, cao hành bảo chữ thần đó chính là chữ cúng đọc là thần và nghĩa là linh. Câu cuối, chữ lưỡng, có nhà cho là trỏ thánh nhân tức vua chúa giữ được đạo và dân. Cố đức giàu quy yên có người hiểu là đức của vua và của dân nối nhau về một chỗ, lại có người dịch là cả hai, vua và dân đều có lợi. Chương này, cơ hồ trái với học thuyết lão tử. Lão tử không tin có thượng đế chỉ biết có đạo, nguyên lý tối cao của vũ trụ thì dân lại tin có quỷ thần. Cho nên có người ngờ không phải là tư tưởng của lão tử. Nhưng có người tin là của lão tử vì ở đây ông bài bác thần quyền, không tin quỷ thần hại được người. 61. Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chi giao, thiên hạ chi tẩn. Tẩn thường dĩ tỉnh thắng mẫu, dĩ tỉnh vi hạ. Cố đại quốc dĩ hạ tiểu quốc tác thủ tiểu quốc, tiểu quốc dĩ hạ đại quốc tác thủ đại quốc cố hoặc hạ dĩ thủ hoặc hạ nhi thủ đại quốc bất quá dục kiêm xúc nhưng tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân phù lưỡng giả các đắc sở dục đại giả nghi hạ nước lớn nên ở chỗ thấp chỗ quy tụ của thiên hạ nên giống như giống cái trong thiên hạ giống cái nhờ tỉnh mà thắng giống được ham động lấy tỉnh làm chỗ thấp cho nên nước lớn mà khiêm hạ đối với nước nhỏ thì được nước nhỏ xưng thần nước nhỏ mà khiêm hạ đối với nước lớn thì được nước lớn che chở như vậy là một bên khiêm hạ để được nước nhỏ xưng thần một bên khiêm hạ mà được nước lớn che chở nước lớn chẳng qua chỉ muốn gồm nuôi nước nhỏ nước nhỏ chẳng qua muốn thờ nước lớn khiêm hạ thì cả hai đều được như ý muốn nhưng nước lớn phải khiêm hạ mới được đại ý rất rõ ràng, cũng diễn tư tưởng khiêm nhu, hậu kỳ thân nhi thân tiên trong chương 7. Nhưng nhiều học giả ngờ người sau viết, vì viết vụn, chữ dùng không chính xác. 62. Đạo giả vạn vật chi áo, thiện nhân chi bảo, bất thiện nhân chi sở bảo. Mỹ ngôn khả dĩ thị tôn, Mỹ hành khả dĩ gia nhân, nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu, cố lập thiên tử, trí tam công tuy hữu cũng bích, dĩ tiên tứ mã, bất như tỏa tiếng thử đạo. Cổ chi sợ dĩ quý thử đạo giả hà, bất viết, cầu dĩ đắc, hữu tội dĩ miễn gia, cố vi thiên hạ quý. Đạo là chỗ ẩn náo của vạn vật vì đạo dung nạp vạn vật, là vật quý của người tốt, chỗ nhờ cậy của người không tốt. Lời nói hay có thể làm cho mình được tôn trọng, hành vi đẹp có thể làm cho mình hóa cao thượng nhưng còn người không tốt mà biết nhờ cậy đạo thì sao lại bỏ cho nên lập ngôi thiên tử đặt ngôi tam công dù trong buổi lễ hai tay bưng ngọc bích lớn đi trước xe tứ mã cũng không bằng quỳ dân đạo đó lên người xưa sở dĩ quý đạo là vì đâu chẳng phải là vì nhờ đạo mà hễ cầu cái gì được cái nấy có tội thì được tha ư vì vậy mà đạo được thiên hạ quý chương này toàn là lời tán dương đạo ý nghĩa tầm thường nên so sánh với các chương 25, 27, 34, 51, 63. Vì vô vi, sự vô sự, vị vô vị, đại tiểu đa thiểu, báo oán dĩ đức, đồ nàng ư kỳ dị, vi đại ư kỳ tế, thiên hạ nàng sự tất tác ư dị, thiên hạ đại sự tất tác ư tế. Thị dĩ thánh nhân chung bất vi đại, cố năng thành kỳ đại. Phù khinh nặc tất quả tính, đa dị tất đa nan Thị dị thánh nhân do nan chi, cố chung vô nan hỷ. Thánh nhân trị thiên hạ theo chính sách vô vi, thi hành theo nguyên tắc vô sự, giữ thái độ điềm đạm. Xem cái nhỏ như lớn, cái ít như nhiều, lấy đức báo oán. Giải quyết việc khó từ khi còn dễ thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ vì việc khó trong thiên hạ khởi từ chỗ dễ việc lớn trong thiên hạ khởi từ lúc còn nhỏ do đó thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn người nào hứa một cách dễ dàng quá thì ít tin được cho việc gì cũng dễ làm thì sẽ gặp nhiều cái khó cho nên thánh nhân coi việc gì cũng khó mà rốt cuộc không gặp gì khó câu đầu nói về đạo đạo thì vô vi vô sự mà nhạt nhẽo, vô vị. Vị vô vị là nếm cái nhạt nhẽo vô vị đạm hồ kỳ vô vị chương 35 tức là sự sự theo đạo. Giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ cũng là theo đạo, và chỉ người nào biết đạo mới nhận được ẩn vi, mới hiểu được cái lý, mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi. Nhờ vậy, thánh nhân không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn câu này có người dịch thánh nhân không tự cho mình là vĩ đại nên mới thành vĩ đại như vậy e mất liên lạc với câu trên 64. kỳ an dị trì kỳ vị triệu dị mưu kỳ thúy dị phán kỳ vi dị tán vi chi ư vị hữu trị chi ư vị loạn hợp bảo chi một sinh ư hào mạc cửu tầng chi đài khởi ư lưu thổ thiền lý chi hành thu ư túc hạ vì giả bại chi, chấp giả thất chi, thị dĩ thánh nhân vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Dân chi tòng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi, thận chung như thu, tắc vô bại sự, thị dĩ thánh nhân dục bất dục, bất quý năng đắc chi hóa, học bất học, phục chúng nhân chi sở quá, dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên nhi bất cảm vi. Cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì dễ tính giòn thì dễ vỡ nhỏ thì dễ phân tán ngăn người sự tình từ khi chưa manh nha trị loạn từ khi chưa thành hình cây lớn một ôm khởi sinh từ cái mầm nhỏ đài cao chín từng khởi từ một sọt đất đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân dụng tâm làm thì thất bại cố chấp ý riêng thì hỏng việc vì vậy thánh nhân không làm nên không bại không chấp trước nên không hỏng việc. Người ta làm việc, thường gần tới lúc thành công lại thất bại, vì không cẩn thận như lúc đầu. Về sau như trước thì không hỏng việc, cho nên thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục không muốn gì cả, không quý bảo vật, chỉ muốn học cho được vô tri vô thức để giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên mà không dám làm tức can thiệp vào. Chương này diễn thêm ý nghĩa cho chương trên. Chương trên mở đầu bằng ba chữ vi vô vi. Chương này kết thúc bằng ba chữ bất cảm vi. 65. Cổ chi thiện vi đạo giả, phi dĩ minh dân, tương dĩ ngu chi, dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa. Cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Trì thử lưỡng giả, diệt kê thức, thường tri kê thức, thị vị huyền đức. Huyền đức thâm hỷ, viễn hỷ, giữ vật phản hỷ, nhiên hậu nải chí đại thuận. Thời xưa, người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh cơ xảo, mà làm cho dân đôn hậu chất phát. Dân sở dĩ khó trị là vì nhiều trí mưu, cho nên dùng trí mưu trị nước là cái họa cho nước, không dùng trí mưu trị nước là cái phúc cho nước. Biết phép tắc thì gọi là huyền diệu huyền đức, đức huyền diệu sâu thẳm cùng với vạn vật trở về gốc về đạo chất phát tức quy căn rồi sau mới đạt được sự thuận tự nhiên cùng với đạo là một. Chữ kê thức, bản hà thượng công và nhiều bản cổ khác chép là khải thức, nghĩa là mua thức, phép tắc, tiêu chuẩn. Câu cuối, giữ vật phản hỷ, có người dịch là huyền đức hoạt động ngược với thói quen của vạn vật. 66. Giang hải sở dĩ năng vi bách cốt vương giả dĩ kỳ thiện hạ chi cố năng vi bách cốc phương thì dĩ thánh nhân dục thượng dân tức dĩ ngôn hạ chi dục tiên dân tức dĩ thân hậu chi thì dĩ thánh nhân xử thượng nhi dân bất trọng xử tiền nhi dân bất hại thì dĩ thiên hạ là thôi nhi bất yếm dĩ kỳ bất tranh cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh Sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch là nơi quy tụ của mọi khe vì khéo ở dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch. Vì thánh nhân muốn ở trên dân thì phải nói lời khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau. Vì vậy thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng cho mình không có cảm giác gánh vác trên vai, ở trước mà dân không thấy hại cho mình. Vì vậy thiên hạ vui vẻ để thánh nhân tới trước mà không chán. Không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. 67. Thiên hạ giai vì ngã đạo đại, tự bất tiếu. Phù duy đại, cố tự bất tiếu. Nhược tiếu, cửu hắc kỳ tế giả phu. Ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo chi, nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Từ cố năng dũng, kiệm cố năng quản, bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. Kiềm xá từ thả dũng xá kiệm thả quản xá hậu thả tiên tử hỷ phù từ dĩ chiến tắc thắng dĩ thủ tắc cố thiên tương cứu chi dĩ từ vệ chi thiên hạ bảo đạo của ta lớn cơ hồ không có gì giống nó cả vì nó lớn quá mà lại không có hình tượng nên không có gì giống nó cả nếu có thì nó đã là nhỏ từ lâu rồi ta có ba vật báo mà ta ôm giữ cẩn thận một là lòng tự ái hai là tính kiệm ước ba là không dám đứng trước thiên hạ vì tự ái nên tận lực che chở dân mà sinh ra dũng cảm vì kiệm ước nên hóa ra sung túc rộng rãi vì không dám đứng trước thiên hạ nên mới được làm chủ thiên hạ nếu không tự ái mà mong được dũng cảm không kiệm ước mà mong được sung túc rộng rãi không chịu đứng sau người mà tranh đứng trước người thì tất phải chết vì tự ái nên hễ chiến đấu thì thắng, cố thủ thì vững. Trời muốn cứu ai thì cho người đó lòng tự ái để tự bảo vệ hoặc thì lấy lòng tự ái mà giúp người đó. 68. Thiện vi sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng địch giả bất giữ, thiện dụng nhân giả vi chi hạ. Thị vị bất tranh chi đức, thị vị dụng nhân chi lực, thị vị phối thiên chi cực. Viên tướng giỏi không tỏ ra vũ dũng, người giỏi tác chiến không tỏ ra hung hăng, người khéo thắng dịch không giao phong với địch, người khéo chỉ huy thì tự đặt mình ở dưới người. Như vậy là có cái đức không tranh với người, như vậy là biết dùng sức của người, như vậy là hoàn toàn hợp với đạo. Dùng binh và dùng người đều phải hợp với đạo, giữ thái độ không tranh với ai, bất vũ, bất nộ, bất giữ là không tranh với địch. Sử hạ là không tranh với người vì không tranh với ai cho nên không ai tranh với mình được chương 66. 69. Dụng binh hữu ngôn, ngô bất cảm vi chủ nhi vi khách, bất cảm tiếng thốn nhi thối xích. Thị vị hàng vô hàng, nhưng vô tí, nhưng vô địch, chấp vô binh. Họa mạc đai ư khinh địch, khinh địch cơ tán ngô bảo. Cố kháng binh tương gia, ai giả thắng hỷ. Thuật dụng binh có câu, ta không dám làm chủ tức khiêu chiến mà chỉ muốn làm khách tức ứng chiến không dám tiến một tấc thà chịu lùi một thước không muốn hung hăng mà chịu nhường địch như vậy dàn trận mà không thành hàng xua đuổi mà không dám đưa cánh tay ra tùy có binh khí mà như không dùng binh khí tùy có địch mà như không chạm trán với địch họa không gì lớn bằng khinh địch khinh địch thì sẽ mất những vật báo của ta cho nên khi hai bên cử binh giao chiến Bên nào từ ái bên đó sẽ thắng lợi. Câu nhì, thị vị hàng vô hàng. Chữ hàng thứ nhất là động từ, dàn quân. Chữ hàng thứ nhi là danh từ, hàng lối. Câu thứ ba, tá ngô bảo. Chữ bảo ở đây trỏ tam bảo trong chương 67. Từ, kiệm, bất cảm vi thiên hạ tiên. Câu cuối, chữ ai. Có người dịch là nhường, đa số dịch là bi ai nghĩa là đau xót mà đành phải ứng chiến, chứ bản tâm không muốn. Dư bồi lâm theo địch thượng đỉnh, cho là chữ ái yêu. Xưa hai chữ dùng thay nhau vì đọc như nhau chẳng hạn như trong bài tự kinh thi có câu ai yểu điệu nhi bất dâm kỳ sắc bằng yêu vẻ dịu dàng mà không say mê sắc đẹp của mỹ nữ. Ái đây là từ ái, một trong ba vật báu ở chương 67. Chương này cơ hồ của một binh pháp gia thêm vào. 70 ngôn ngôn thậm dị tri, thậm dị hành, thiên hạ mặc năng tri, mặc năng hành. Nguồn hữu tôn, sự hữu quân, phù duy vô tri, thì dĩ bất tri ngã. Tri ngã giả hy, tắc ngã giả quý, thì dĩ thánh nhân bị hạt hoài ngọc. Lời dạy của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, mà thiên hạ không ai hiểu được, làm được. Lời của ta có tôn chỉ việc của ta có căn bản tôn chỉ, căn bản đó tức đạo, thuận tự nhiên, vô vi. Vì thiên hạ không hiểu ngôn luận của ta nên không biết ta. Người hiểu ta rất ít, người theo cũng rất hiếm nguyên văn là quý, mà hiếm tức là quý. Cho nên thánh nhân bận áo vải thô mà ôm ngọc quý trong lòng. Bốn chữ tắc ngã giả quý, chữ tắc chúng tôi cho là một động từ như chữ tri tri ngã giả hỷ, có người hiểu là cho nên vì người hiểu rất ít cho nên ta mới thật đáng quý. Bốn chữ cuối bị hạt hoài ngọc nghĩa cũng như ngoại đồng kỳ trần chương bốn nội thủ kỳ chân. 71. Tri bất tri thượng, bất tri tri bệnh, thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh, phù duy bệnh bệnh, thì dĩ bất bệnh. Gọn quá hóa tối. Câu đầu, những chữ tri bất, bất tri tri, không ai biết tác giả muốn nói gì, chỉ có thể đoán nghĩa thôi. Chúng tôi đã thấy bốn cách đoán. Một, trì bất tri thượng là biết cái không thể biết được, tức đạo thì cao minh. Nhưng còn bất tri tri bệnh là không biết cái có thể biết được, tức cái tri thức vụn vặt của thiên hạ, thì cũng đáng khen chứ. Sao lại gọi là bệnh, là sai lầm? Giảng cách đó nghe chừng không thông. Hai, trì bất tri nghĩa cũng như học bất học trong chương 64 biết được cái vô tri vô thức, tức mỗi ngày một giảm dần tri thức của mình đi, cho tới hồn nhiên, chất phát, như vậy là cao minh, còn bất tri tri dịch ra sao? Tất phải dịch như trên, nghe cũng không xôi. 3. Biết mà cho mình không biết, thì là cao minh, không biết mà cho mình biết, thì là sai lầm. Hiểu như vậy thì câu này đã quan niệm, tri vi tri chi, bất tri vi bất tri của khổng tử. Cách hiểu này được nhiều người theo. 4. Biết mà làm ra vẻ ngu tối, không biết thì là cao minh. Trong bản dịch dưới đây tôi theo cách này vì hợp với chủ trương Hoa Kỳ quan che bớt ánh sáng của mình đi chương 4 và 56 và tri giả bất ngôn biết thì không nói chương 51. 5. Biết mà làm ra vẻ ngu tối là cao minh, không biết mà làm ra vẻ biết rõ, sáng suốt là sai lầm. Thánh nhân sở dĩ không có tật sai lầm đó vì nhận cái tật đó là tật dĩ kỳ bệnh chữa bệnh trên là động từ, chữa bệnh dưới là danh từ. Cho cái tật sai lầm đó là tật cho nên mới không sai lầm. 72. Dân chi úy uy, uy tắc đại uy chí. Vô hiệp kỳ sở cư, vô yếm kỳ sở sinh. Phù duy bất yếm, thị dĩ bất yếm. Thị dĩ thánh nhân tự tri bất tự hiện, tự ái bất tự quý cố khử bỉ thủ thử. Dân mà không sợ sự uy hiếp tức hạ chính, bạo hình của vua thì sự uy hiếp lớn của dân sẽ đến với vua tức dân sẽ nổi loạn. Đừng bó buộc đời sống của dân để cho dân an cư, đừng áp bức cách sinh nhai của dân. Vì không áp bức dân nên dân mới không bức lại vua không phản kháng. Vì vậy thánh nhân biết quyền năng của mình mà không biểu lộ ra, yêu cái đức của mình mà không tự cho là tôn quý cho nên bỏ cái sau tự hiện tự quý mà giữ cái trước tự tri tự ái câu đầu chữ uy có người hiểu là cái đáng sợ hoặc uy quyền dân không sợ uy quyền của vua thì vua mau được uy quyền câu thứ nhì có người hiểu là đừng làm hẹp chỗ ở của dân hoặc đừng chê chỗ ở của mình là hẹp đoạn dưới tự tri tự hiện tự ái tự quý có thể dịch là biết mình không khoe yêu mình, quý mình. 73. Dũng ư cảm tắc sát, dũng vu bất cảm tắc hoặc, thử lưỡng giả hoặc lợi, hoặc hại, thiên chi sợ ố, thục tri kỳ cố, thị dĩ thánh nhân do nan chi. Thiên chi đạo bất tranh nhi thiện thắng, bất ngôn nhi thiện ứng, bất triệu nhi tự lai, thiện nhiên nhi thiện mâu. Thiên võng khôi khôi, sờ nhi bất thấp, mạnh mẽ về dám làm tức quả cảm cương cường thì chết mạnh mẽ về không dám làm tức thận trọng nhu nhược thì sống hai cái đó cùng là mạnh mẽ mà một cái được lợi một cái bị hại ai mà biết được tại sao trời lại ghét cái đó cái cương cường dẫu thánh nhân cũng còn cho là khó biết thay đạo trời không tranh mà khéo thắng không nói mà khéo đáp không gọi mà vạn vật tự tới bình thản vô tâm mà khéo mưu tính mọi việc lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Bất ngôn nhi thiện ứng, nghĩa cũng như câu, thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, vạn vật sinh yên trong luận ngữ. Bốn mù qua lại, vạn vật sinh trưởng, đó là trời khéo đáp. Bất triệu nhi tự lai có người dịch là, trời không đợi gọi mà tự tới. Bình thản vô tâm, tức là, tức là theo tự nhiên, không có tư ý. 74 dân bớt úy tử, nải hà dĩ tử cụ chi. Nhược sử dân thường úy tử nhi vi kỳ giả, ngô đắc chấp nhi sát chi, thù cảm. Thường hữu ti sát giả sát, phù đại ti sát giả sát, thị vị đại đại tượng trác. Phù đại đại tượng trác giả, hi hữu bất thương kỳ thủ hỷ. Dân không sợ chết thì sao lại dùng tử hình dọa dân? Nếu làm cho dân luôn luôn sợ chết, mà có kẻ nào phạm pháp ta cũng bắt được mà giết thì ai còn dám phạm pháp nữa. Sự thật không phải như vậy cho nên hình pháp mới vô hiệu. Có đấng ti sát tức đạo trời chuyên lo việc giết, nếu vua chúa thay đấng ti sát mà giết dân thì cũng như thay thợ đẻo. Thay thợ đẻo thì ít khi không đứt tay. Kẻ nào làm bậy thì đạo trời sẽ không tha lưới trời lồng lộng, thư mà không lọt chương trên, vua không nên dùng chế độ hà khắc cực hình 75. Dân chi cơ, dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa, thì dĩ cơ Dân chi nan trị, dĩ kỳ thượng chi hữu vi, thì dĩ nan trị Dân chi khinh tử, dĩ kỳ thượng cầu sinh chi hậu, thì dĩ khinh tử Phù duy vô dĩ sinh vi giả, thì hiền ư quý sinh Dân sợ dĩ đói là vì nhà cầm quyền thu thuế nặng nặng quá, cho nên dân đói dân sở dĩ khó trị là vì nhà cầm quyền dùng chính lệnh phiền hà, cho nên dân khó trị. Dân sở dĩ coi thường cái chết là vì nhà cầm quyền tự phụng dưỡng quá hậu, cho nên dân coi thường sự chết. Nhà cầm quyền mà vô dục, đạm bạc thì hơn là quý sinh, hậu dưỡng. Câu thứ ba, dân chi khinh tử. Có bản không có chữ thượng, có người dịch là dân khinh chết vì dân trọng sự sống quá. Như vậy là trách dân chứ không trách nhà cầm quyền, ý không nhất quán. L -i o U kia hoay dịch là Dân khinh chết vì đời sống cực khổ quá do lẽ nhà cầm quyền hà khắc quá. Hiểu như vậy nên câu cuối, L -i o U dịch tiếp là chỉ người nào đời sống không cực quá mới biết quý sinh. 76. Nhân chi sinh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Vạn vật thảo một chi sinh giả nhu thúy kỳ tử giả khô cảo cố kiên cường giả tử chi đồ nhu nhược giả xin chi đồ thị dĩ binh cường tắc bất thắng một cường tắc binh cố kiên cường xử hạ nhu nhược xử thượng người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng đơ thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết thì khô cứng cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết mềm yếu là cùng loài với sống vì vậy binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì bị chặt. Cứng mạnh phải ở dưới, mềm yếu được ở trên. Đoạn trên hai chữ vạn vật nhiều nhà cho là dư. Đoạn dưới, câu mộc cường tắc binh, chữ binh ở đây là động từ, các sách đều chú thích là chặt, đốn. Có bản chép là chiếc gãy. 77. Thiên chi đạo kỳ do trương cung giữ. Cao giả ước chi, hạ giả cử chi hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. thiên trì đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc, nhân chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc dĩ phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, duy hữu đạo giả. thì dĩ thánh nhân vi nhi bất thị, công thành nhi bất xử, kỳ bất dục hiện hiền. Đạo trời giống như buộc dây cung vào cung chăng. Chữ trương cung ở đây không có nghĩa là dương cung để bắn dây cùng ở cao quá thì hạ nó xuống ở thấp quá thì đưa nó lên dài quá thì bỏ bớt đi ngắn quá thì thêm vào đạo trời bớt chỗ dư bù chỗ thiếu đạo người thói thường của con người thì không vậy bớt chỗ thiếu mà cấp thêm cho chỗ dư ai là người có dư mà cung cấp cho những người thiếu thốn trong thiên hạ chỉ có người đắc đạo mới làm được như vậy cho nên thánh nhân làm mà không cậy khéo Việc thành mà không quan tâm tới Không biểu hiện đức của mình ra Câu Thục nàng hữu dư dĩ bộ Thiên hạ diễn một lý tưởng công bằng xã hội Hiếm thấy ở thời chiến quốc 78 Thiên hạ mạc nhu nhược ư thu Nhì công kiên cường giả mạc chi năng thắng Dĩ kỳ vô dĩ dịch chi Nhược chi thắng cường Nhu chi thắng cương Thiên hạ mạc bất tri Mạc năng hành thì dĩ thánh nhân vân thủ quốc chi cấu, thị vị xã tác chủ, thủ quốc bất tường, thị vị thiên hạ vương, chính ngôn nhật phản. Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước mà thắng được những vật cứng không gì bằng nó, không gì thay nó được. Yếu thắng mạnh, mềm thắng cứng, không ai không biết lẽ đó nhưng không ai thực hành được. Cho nên thánh nhân bảo, chịu nhận cái ô nhục trong nước thì mới làm chủ xã tác được chịu những tai họa trong thiên hạ thì mới làm vua thiên hạ được. Lời hợp đạo nghe như ngực đời. 79. Hòa đại oán, tớt hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Thị dĩ thánh nhân chấp tạ khế, nhi bất trách ư nhân. Hữu đức ti khế, vô đức ti triệt, thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Giải được cái oán lớn thì vẫn còn chút oán thừa ở trong lòng, như vậy sao gọi là phải? Cho nên thánh nhân cầm phí bên trái tờ khế tờ hợp đồng mà đời không nhận. Người có đức thì cầm phí trái tờ khế, người không có đức thì đòi người ta phải trả. Đạo trời không tư vị ai, chỉ gia ân cho người có đức. Chấp tả khế, thời xưa khi ký hợp đồng với ai thì người ta làm hai bản trên cùng một tờ. Mỗi người giữ một bản, bản bên trái không được coi trọng bằng bản bên phải giữ bản bên trái tức là có ý như người, không tranh với người, không tranh nên không oán. Giữ như vậy để làm chứng tết với nhau, chứ không cố bắt buộc bên kia phải thủ tính phải trả mình. Chữ triệt vốn rõ một thứ thuế ruộng ở đời chu. Ở đây triệt có nghĩa là đòi, thu tiền của người ký khế ước với mình. Đại ý chương này là dùng đức mà trị dân, đừng gây oán. 80. Tiểu quốc quả dân sử hữu thập bách chi khí nhi bất dụng sử dân trọng tử nhi bất viện tỷ Tùy hữu chu dư vô sở thừa chi tuy hữu giáp binh vô sở trần chi sử dân phục kết thằng nhi dụng chi cam kỳ thật mỹ kỳ phục an kỳ cư lạc kỳ tục lần quốc tương vọng kê khuyển chi thanh tương văn dân chí lão tử bất tương vãng lai nước nhỏ dân ít dù có khí cụ gấp chục gấp trăm sức người cũng không dùng đến ai nấy đều coi sự chết là hệ trọng nên không đi đâu xa có thuyền xe mà không ngồi có binh khí mà không bày bỏ hết văn tự bắt dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ thức ăn đạm bạc mà thấy ngon quần áo tầm thường mà cho là đẹp nhà ở thô sơ mà thích phong tục giảng phát mà lấy làm vui nghĩa là chỉ lo ăn no mặc ấm ở yên sống vui, ghét xa xỉ. Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà tiếng chó ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau. Bốn chữ thập bách chi khí trong câu đầu, chúng tôi hiểu theo Hà Thượng Công, không dùng những khí cụ đó, những cơ khí đó vì có cơ giới thì có cơ tâm, xảo trá, con người không còn chất phát nữa. Nhiều nhà dịch là binh khí, lấy lẽ rằng thập bách trỏ quân đội, năm người là một ngũ, 25 người là một thập, 100 người là một bách. Thập bách chi khí là khí giới của quân đội. Hai chữ kết thành của câu sau nghĩa là thắt dây. Khi chưa có chữ viết, người ta dùng dây thắt nút để ghi những việc cần nhớ. Chương này tả quốc gia lý tưởng theo lão tử. Lão tử muốn trở về xã hội nguyên thu và phùng hữu lan tr.238 bảo như vậy đại văn minh tựa như giả mang. 81. Tính ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tính, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, tri giả bất bác, bác giả bất tri. Thánh nhân bất tích, ký dĩ vi nhân kỹ dư hữu, ký dĩ giữ nhân kỹ vũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh. Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mỹ thì không chân thật. Người thiện thì không cần biện giải vì hành vi tốt rồi, người nào phải biện giải cho mình là người không thiện. Người sáng suốt hiểu đạo thì tri thức không cần rộng vì nắm được chân lý là đủ rồi, người nào tri thức rộng thì không sáng suốt, hiểu đạo vì tìm ngọn thì quên gốc. Bậc thánh nhân vô dục, không tích trữ, càng giúp người, mình lại càng có dư càng cho người, mình lại càng có nhiều. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại. Đạo thánh nhân giúp người mà không tranh với ai. Câu đầu, tính ngôn, có bản chép là tính giả, để cho nhất luật với thiền giả, biện giả, trí giả ở sau. Nhưng nghĩa cũng không khác mấy, người chân thực thì không trang sức bề ngoài, trang sức lời nói chẳng hạn. Đoạn dưới, kỹ dư hữu, có bản chép là vũ hữu, để nhất luật với vũ đa ở sau, nghĩa cũng vậy. Đến đây chúng tôi xin kết thúc toàn bộ tác phẩm Đạo Đức Kinh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những nội dung khác hấp dẫn của chương trình. Thân ái cháu tạm biệt.